Xin chào các bạn đã đến với Epoch Game Và hôm nay chúng mình cùng đến với một tựa game mới của Comicola Đó chính là bữa game Hội Phố Đầu tiên nhìn vào chiếc hộp này mình thấy là nó có một cái gì đó rất là cổ xưa những cái hoa văn đơn giản này thôi Nhưng mà mình thấy ở trên những cái bảng vàng ấy Thì những cái họa tiết này nó làm cho mình nhớ đến một Việt Nam hồi xưa Rất là nhiều Và bối cảnh của game này cũng là về thời xưa thôi Là ở thành phố Hội An Đấy. Game này thì dùng cho từ 2 đến 5 người từ 15 đến 30 phút chứng tỏ game này cũng là một game khá là nhanh và có thể là đơn giản chúng ta cùng xem xem bên trong có gì nhá ừ. cái này mình thấy là nó giống cái cái quyển giấy thông hành hồi xưa ấy. giống như vậy cái này giống kiểu cái 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 mà quan lại hay viết xong rồi gửi lên cho nhà vua ấy thì nó cũng giống giống như vậy bởi vì nó bé bé mình nhớ là trong phim phim trung quốc hay là phim việt nam cũng đều có cái loại bé bé như thế này phải nó có cái có đúng một cái tên ở giữa như thế này luôn nhưng mà có một cái mình nhìn vào mình thấy nó hơi không hợp mắt ở đây đấy là người ta căn chữ bị lệch đây căn lệch cũng phải đến độ ba ly đấy chúng ta cùng xem bên trong nhé bên trong thì đây là làm dùng cái ấn thì nhìn rất là đẹp rồi bài trí rất là ok cái chơi này cái chơi nhìn qua là có thể hiểu đấy chúng ta sơ sơ này có 5 năm bước luôn rồi thẻ bài đây là thẻ bài thương gia thì bạn chúng ta cùng xem nhé chất giấy chất giấy là giấy vân giấy vân này thì theo mình đã nói trước đây là nó rất khó bay màu Ừ. rồi có rất ít bài thôi nên chứng tỏ là game này thì chủ yếu là liên quan nhiều đến kỹ năng của bản thân là chính đã và không phụ thuộc nhiều vào bài đâu sao chỉ có ba lá thôi nhỉ rồi cuối cùng cái này nhìn ông ánh không ông ánh trêu <laughs> một chút nhé là cái này mình thấy nó ông ánh giống một loại vàng vàng mã nhưng mà thật ra đây là màu vàng gold á Thì nhìn rất là đẹp Đẹp lắm Chẳng qua là nói thật là mình hiểu, Hơi bị ám ảnh một chút về cái vàng mã ấy. Mình gặp nhiều quá nên là cái màu vàng này mình thấy Nhìn nó làm cho mình không Nhờ đây đấy Cái này chắc chắn không phải là hàng mã rồi Đây chắc là su bạc ấy Nhìn nó ánh quá Ánh kim thật đấy Đá đồng tiền bát gạo đấy Mỗi thợ bằng giấy Cái này bằng nhựa thì tôi của mèo Nhưng mà bằng nhựa nó sẽ rất là đắt Cái này không biết là cái gì Chắc là hợp đồng. mình thấy game này bảo là có cái gì đấy, nó cần hợp đồng thì phải. mình mở ra ra xem sao. Ở à đây, hợp đồng đây, ba hợp đồng, ừ. ba hợp đồng, ba hợp đồng. à, đây có mặt một và mặt hai, ok. theo mình nhận xét ý, thì ấn tượng ban đầu là một màu vàng rất là hợp mắt và những cái content bên trong là đã đầu tư hơn rất là nhiều so với những cái bot game trước đây. Các board game trước đây thì có đầu tư nhưng mà nó sẽ không có những cái ống ánh như thế này nhiều này. Đấy, những board game này thì đã thêm rồi. Thì chứng tỏ là càng ngày thì board game Việt Nam sẽ càng phát triển hơn. Video đến đây là hết rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong video hướng dẫn cách chơi game hội phố nhé. Bye bye.